Mọi người có đồng quan điểm là gam màu trung tính là một trong những gam màu mà nó sẽ trường tồn theo thời gian không? Giống như mình đã từng chia sẻ với mọi người rằng là nếu mà chúng ta phối những cái màu, ví dụ như trong cái nền trắng xanh này mà nó có thêm một cái màu hồng hoặc là màu đỏ gì mà nó đậm nổi bật lên á, nó sẽ tạo ra hai cái gam màu, là một cái xanh nhạt là trung tính và một cái nổi bật lên á, thì vài năm sau mọi người nhìn vào nó sẽ bị lỗi, cho nên nó sẽ có một cái sự trung tính là hài hòa, có nghĩa là màu hồng thì nhạt nhạt vừa thôi, màu trắng thì hơi kem kem và xanh lá thì nó giống như kiểu thiên nhiên. Thì theo kinh nghiệm mình làm nghề 13 năm thì khi mà phối những cái tông như thế này thì vài năm sau, năm 10 năm sau nó vẫn còn nguyên, tại dường như nó là kiểu, nó theo kiểu thiên nhiên, giống như trong vườn bạn hoa nó mọc lên như thế nào thì nó sẽ giống như vậy. Thật ra sang hay không sang nó không phải nằm ở cái chuyện là chúng ta làm nhiều làm ít. Phong cách nhà Tứ thì lúc nào cũng vậy, là hơi ô dề, có nghĩa là đôi khi cô dâu chú rể thích sự đơn giản tinh tế, nhà bên Tứ thì gu hoa có lúc nào cũng nhiều, tại vì đơn giản là hầu hết là rất là may mắn là các cô chú anh chị ở trong những căn nhà lớn thì hay ủng hộ bên mình và cho mình có được cái cơ hội để mà làm cho đẹp hơn. Và một trong những cái tiêu chí đầu tiên của mình, nó làm gì thì làm, thì mình phải tôn vinh được cái giá trị của căn nhà, đó là giữ nguyên cái giá trị của cái nhà rất đẹp. Thật ra nội thất và tất cả mọi thứ của người ta đã quá luxury rồi, thì hoa của mình vô chỉ làm cho nó mềm mại thêm trong cái ngày trọng đại thôi. Còn nếu mà chúng ta làm quá đi thì nó sẽ bị mất cái đó, cho nên bên Tứ thì hình như là những cái form mà in ấn thì nó sẽ không có quá nhiều, bởi vì hầu hết là bên mình làm những cái phong cách nhà kiểu là có điều kiện và kiểu xây dựng rất là lớn, cho nên mình chỉ muốn giữ lại nguyên cái bản thiết kế của người ta, nguyên cái nhà, nhìn cho nó tôn vinh lên giá trị. Còn những cái phân khúc mà giống như chúng ta in ấn hoặc là chúng ta làm những cái style đó thì vô hình chung thì chúng ta làm cho căn nhà đó đẹp bởi cái form đó thôi, cái đó thôi, chứ nó không còn đi cái giá trị của căn nhà. Cho nên điều gây ra sự tranh cãi của một số bạn rằng là bạn này làm không có gu không kia không ấy, thì đơn giản lắm, bên mình làm để tôn vinh giá trị căn nhà, bởi vì nhà của bên mình làm thì nhà, những căn nhà đó rất là đẹp, rất là luxury và người ta có đầy đủ điều kiện để mà trang hoàng cho cái ngày trọng đại của gia đình. Còn những cái nhà nhỏ và giống như kiểu mà chúng ta cần phải che khuyết điểm thì chúng ta có thể dùng in ấn. Nói chung là mỗi người mỗi gu, không ai đúng không ai sai, quan trọng là chúng ta thích gu nào. Mình chia sẻ lên đây cho mọi người coi là những cái phân khúc nhiều hoa hay được gọi là ô dề nói gì đó. Nhưng mà cái gam màu vẫn là gam màu trung tính nha. Mọi người vẫn thấy bên mình là một là hồng pastel, còn hai là trắng lá xanh như thế này. Và cái số lượng hoa sử dụng cho mỗi cái gia tiên rất là nhiều, và khi mình nhìn vô thì sẽ rất là nổi bật. Có nghĩa là bên mình sẽ không phải nói đẹp đâu, mà mọi người sẽ rất là wow. Tinh tế, mọi người nói là giống như kiểu mà chi tiết không chi tiết. Thật ra muốn cũng rất là khó, không phải là đơn vị nào cũng có thể thi công được cái dạng mà nhiều hoa và đáp ứng được cái ngày mà trọng đại thì hoa vẫn còn tươi. Mỗi người mỗi gu, bên mình thì gu giống như vậy. Nếu bạn cảm thấy phù hợp thì bạn thích, còn bạn cảm thấy không phù hợp thì như bạn không thích. Nói chung là không ai đúng và không ai sai. Gu của mỗi người thì chúng ta cứ giữ quan niệm mà cuộc sống muôn màu muôn vẻ thì sẽ tạo nên một bức tranh rất đẹp trong thiên nhiên, lúc nào cũng vậy. Cây to, cây lớn, cây nhỏ, tất cả mọi thứ tạo nên một cái bầu gọi là hệ sinh thái rất là tốt, là luôn luôn trường tồn phát triển. Cảm ơn mọi người nha. Mình là Simon Tứ, chia sẻ clip về hậu trường ngày trang trí cưới do chính mình làm ạ.